Chị ơi, cứu em. Cứu em. Quậy nó ra vậy. Đi về chết đi nào. Chị ơi, cứu em. Hello. Quán này chỉ cho nam vào, không cho nữ vào. Có ngoại tình với trai, để trai đánh đập hành hạ nó, rồi giờ nó về nó ăn dại luôn. Cái đứa này hẹn quán cà phê gì mà kiếm hoài không thấy trời. Chị ơi, cứu em. Cứu em. Quậy nó ra vậy. Gì vậy? Đi ra đây. Ê, ê, cái gì vậy? Cái gì từ từ nói, làm gì vậy? Đó là vợ tôi, nó ngoại tình với trai đó. Không, em không làm thế. Thôi, thì nếu như mà chị, vợ anh có ngoại tình thì anh về nhà nói chuyện đàng hoàng chứ anh làm gì bạo lực ngoài đường như vậy? Bạo lực cái gì? Nó ngoại tình với trai, để trai đánh đập hành hạ nó, rồi giờ nó về nó ăn dại luôn. Mày ha, bỏ con bỏ cái mày này, chết mày lầm. Nè, anh có bằng chứng gì đâu, anh nói người ta ngoại tình. Đó là vợ tôi, tôi cần em phải bằng chứng với con. Chết mày lầm. Chị ơi, cứu em. Hai cái thằng mày hẹn quán cà phê thì xa xôi mà giờ này cũng chưa tới luôn. Hello. Hẹn chưa cho xa xôi giờ này mới tới. Thì hôm bữa đó tao nghe nói đâu á là cái đám con trai trong công ty của tao á nói cái quán này nè bán đồ ăn ngon lắm, muốn thử á. Ê, nhưng mà có nhiều đồ chơi nữa nha, tao nghe nói vậy. Đồ chơi? Tao kệ, đi vô đi, tao khát nước quá trời, đợi tụi bay đứng nắng quá trời luôn. Vô đi. Ê, đi đâu vậy? Ủa, anh là ca đánh vợ hồi sáng này đúng không? Ừ, tôi á. Vợ dầm tôi mở quán đây. Rồi sao? Đi đâu gì đâu. Rồi tính đi đâu? Đi uống cà phê, đi đi. Quán này chỉ cho nam vào, không cho nữ vào. Ủa gì kỳ vậy? Thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ nữa. Quán cà phê gì mà không cho nữ vô? Quán của tôi, luật của tôi, không thích đi về mở quán. Hai anh này được vào, còn cô thì không. Về. Yeah. Đi. Ê, khoan nữa. Khoan gì? Cái quán này kỳ vậy? Tự nhiên cho nam vô, không cho nữ vô. Ừ, đi về. Dễ gì? Ông ấy mày đứng này đợi, tao nó vô xíu, ra liền. Cái thằng ông nội này. Vô, vô xíu ra liền. Ở vô hai anh ơi, đây. Ê! Ê! Ủa sao ra nhanh vậy? Cà phê không ngon đúng không? Cái quán gì đâu á, toàn là rau gì không à. Tao á, giờ tới ăn chuối thôi. What? Trời, quán cà phê cũng có bán rau nữa hả? Có, mà rau này á, tao ăn vô không hợp có gì, không có gì vui á, đi về. Ủa? Cái rau gì á, ăn vô á, tổ quật tôi muốn nằm một đống luôn á. Còn mày nữa, lần sau không được tới đây nghe chưa? Trời ơi, tao có muốn vô cái thằng ông nội kia có cho tao vô đâu. Đi về. Ờ, đi về. Chứ. Ê, mày có về không? Ờ, về. Trân ơi. Hả? Có gì nào á? Trời ơi. Tao làm đẹp quá hả? Mày hóa chân thành Halloween hả? Rồi còn cái môi quánh gì đỏ chói với gì má. Tao thấy cũng được mà. Mày thấy mày được. Rồi kêu tao qua đây làm chi? Ôi, thì nó giỡn đó, tao biết là thế nào tao làm cũng không được, cho nên tao mới kêu mày qua để make up cho tao nè. Hôm nay có trai hay gì mà mày đọc chân điểm chân ơ đồ. Thì kệ tao, nói chung là make up cho tao đi nha. Make up hả? Ồ, tao tin vô tay nghề muốt cọ của mày dữ lắm, tao mới kêu mày qua đây á. Ủa mà quên nữa, có mang cái đầm màu cho tao không? Cái đầm hồng đúng không? Có. Đây, tao biết chắc chắn mày sẽ nói tới câu này. Đẹp không? Ừ, được á. Rồi bây giờ make up được chưa chị ba? Make up đi. Ok. Vô đây, vô đây. Yêu mày nhất. Thôi đi gớm quá má. Đây, đứng cái mặt đây. Anh cho em xin trong quán của anh làm nha. Tôi bị điên hả? Làm là làm cái gì? Quán tôi đủ người à, không có cần thêm phục vụ đâu. Nhưng mà em đâu có ứng tuyển vị trí phục vụ đâu. Chứ cô muốn làm cái gì? Thì em muốn vô đây làm gái mà. Cũng nhỏ nhỏ cái miệng giùm tôi một cái. Xin lỗi anh nha, em thiếu tế nhị quá à. Anh nhận em vô đây làm gái nha. Sao? Anh nhìn thử coi, anh thấy em có thể làm gái cho mày được không? Mà tôi nhìn quật cô quen lắm nha. Thì quen. Em là con nhỏ mà mấy bữa trước anh gặp á, coi như là anh em mình có duyên đi ha. Dù gì cũng là người quen, anh nhận em vô làm quán của anh đi.
em muốn đổi đời. Vì cái công việc này mà em tốn 200 ngàn để make up cái mặt này luôn nè. Nha. Đây. Ừ, cũng được. Đúng không? Anh thấy em là có thể làm gái được mà đúng không? Ừ. Vậy nha. Anh nhận em nha. Được. Để tao nói cho mày biết, đây là lần cuối cùng tao không muốn nghe bất cứ lời phàn nàn nào từ khách hàng về thái độ phục vụ của mày nữa. Mày nghe rõ chưa? Mày đánh đi, đánh chết tao đi. Tao sẽ làm ăn hùng, tao bám theo mày. Mẹ mày, nay mày gan à. Tao nói cho mày biết, khách hàng chuẩn bị tới rồi đó. Chuẩn bị cho kỹ vô. Em chào anh, đi đường mệt anh. Để con bé phục vụ cho anh nha. Em là Khang, quản lý đây. Mày bị khùng hả mày? Hành vi bạo hành của anh đã được chúng tôi ghi hình lại. Anh còn dễ chối cãi không? Ngay từ lần đầu tiên gặp Thư, tôi đã nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai người. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây chỉ là một vấn đề về bạo hành gia đình mà Thư đã xui xẻo khi cưới phải thằng chồng vũ phu như anh. Nhưng khi tôi vô tình ghé quán cà phê của anh thì đã bắt gặp được Thư trong quán. Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Để tìm được đầy đủ bằng chứng tố cáo anh, tôi đã giả vờ mình cần công việc này, làm việc vì đam mê. Đồng thời, tôi cũng đã dùng bút ghi âm để ghi lại cuộc trò chuyện với anh. Em đứng đây đợi anh xíu, chờ trong sắp xếp công việc cơ. Đi vô trong, việc không lo làm. Đây là khu vực làm việc, ở trong mày nhờ. Em vào trong tắm rửa sạch sẽ đi, tối tiếp khách. Em biết rồi. Và cũng rất may cho tôi, Thư là một cô gái thông minh đã hiểu được ý định của tôi là gì. Ngồi đây. Em kể chị nghe đi, chuyện hôm bữa em cầu cứu là sao? Em với ảnh kết bạn trên mạng xã hội. Sau đó anh tạo niềm tin cho em là một người tốt. Anh giúp đỡ em. Mỗi lúc mà em thiếu tiền thì anh cho em tiền. Sau đó thì anh giới thiệu cho em gặp vào làm ở cà phê này nè. Rồi Em bình tĩnh đi. Có gì từ từ kể chị nghe tiếp. Rồi sao nữa? Em chạy trốn cỡ nào thì anh cũng bắt em về được. Đánh đập rồi hãm hiếp. Sau đó là anh dọa là nếu như mà em không làm đúng những điều mà anh cần là anh sẽ đăng clip lên mạng hay là gửi cho bố mẹ em. Em không biết làm sao hết á. Chị cứu em đi chị. Em cố gắng giữ bình tĩnh trong thời gian này nha. Chị cũng đã có cách để giúp em rồi. Nhưng mà để thực hiện được điều này thì chị cũng phải cần sự hỗ trợ từ em nữa để sự thật được phơi bày. Tôi đã đưa camera thu nhỏ cho Thư, nhờ Thư đặt ở góc phòng để có thể ghi lại hành vi bạo hành của anh. Chuẩn bị cho kỹ vô. Tội lỗi của anh với tất cả đầy đủ tang chứng, bằng chứng và nhân chứng như thế này, anh chỉ có cách là bốc lịch thôi. Má, mừng chó. Tụi mày không xong với tao đâu. Bị xong rồi mà còn lớn miệng hả mày? Lên phường! Chị em phụ nữ nói chung, cũng như người dùng mạng xã hội nói riêng, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên, đừng vì tin những lời dụ ngọt của kẻ gian mà tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối. Bởi vì trên đời không ai cho ai không bất cứ thứ gì hết. Em phải biết cảnh giác, đề phòng kẻ gian và bảo vệ chính mình. Em cảm ơn chị nhiều lắm luôn á. Việc của chị phải làm mà. Tại mẹ không có tiền nên hai chị em phải đi bán số phụ mẹ. Bên quỹ của tụi em có thể tài trợ cái chuyện đi học của hai em. Hai đứa nhỏ như này lạ lắm. Nó không có chịu đi học, la chửi rồi dỗ ngọt nữa, vẫn không chịu đi học. Con Thảo này
giờ mà bây giờ chưa thấy mặt mũi đâu hết á. Lúc nào cũng đi trễ. Làm cứ tưởng là thằng nào biến thái chuẩn bị hay dê sòn không á trời. Trời đau quá. Trời tôi ghét mày ghê luôn á, giỡn xíu làm gì dữ vậy? Giỡn hả? Tại biểu chơi ngu đáng chịu. Ôi giỡn gì thôi, mấy gì chứ người ta ngu. Thì ai biểu giỡn ngu? Cái ngu đừng chơi với người ta nữa. Đâu chơi. Mày chơi tao đấm vô mặt mày, bây giờ mày chơi tao không? Đâu có chơi, tao đang không chơi. Con muốn con tới số con, ý con biết đỡ con cô. Thôi, không có chơi với số không mua đâu. Muốn có bọn con tới con, ý con biết đỡ con. Ha ha, ra chỗ khác chơi đi con, cô không có chơi với số. Ủa? Hình như em là bé Nhím, con của cô Chính trong xóm đúng không? Dạ. Ủa vậy sao giờ này không đi học mà đi bán vé số? Tại mẹ không có tiền nên hai chị em phải đi bán số phụ mẹ. Ôi tốt ơi, tiền ơi với tôi quá mà, tội nghiệp nhỏ quá. Đâu còn nhiều, đếm hết đi cô mua hết vé số cho. Còn trăm tờ cô. Trăm tờ. Quê. Trăm tờ hả? Xin phép lấy 10 tờ thôi. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cái gì đâu, đếm đi 10 tờ đi cô mua cho. Tiền ở đây cô. Trời ơi, dễ thương quá à. Ha, xin phép qua đây ngồi chung nè. Trời ơi, thấy thương quá à mày. Nè. Đếm 10 tờ đi. Ủa Trân ơi. Hả? Mày rảnh không? Khùm. Làm gì dữ vậy? À, đang bận làm tí giấy tờ. Giấy tờ gì vậy mày? Tại vì hồi sáng nghe được cái chuyện mà hai bé bán vé số nhớ không? Ờ. Ừ, thấy con tội nghiệp thấy thương quá trời luôn. Cô Chính thì chồng mất cho nên là ở một mình mà lo cho hai em bé. Bởi vậy không có điều kiện cho hai đứa bé ăn học. Thấy tội nghiệp quá cho nên là định làm giấy tờ xin quỹ từ thiện của cơ quan. Nhờ mọi người giúp đỡ một tay cho hai bé đó có cái quỹ đi học. Trời ơi hay quá ha. Được đó mày, để mình vận động hết cái lối xóm này luôn. Mỗi người góp ít là cũng giúp được bé nữa. Cái này đem qua nhà cô Chính luôn hay sao? Ừ đúng rồi. Thì cái gì cũng phải qua nói với người ta một tiếng chứ. Ủa định nào đi? Giờ đi nè. Đi luôn hả? Ừ. Mà đi tay không kỳ mày. Trên đường mình ghé mua bánh, mua sữa gì đó qua tặng cho hai bé đó. Ừ, cũng được đó. Đi thôi. Chị cái Trăng hả? Ngồi chơi nha. Dạ. Trăng thì chị biết con bé này. Dạ, nó là Trân, con của cô Tám đó chị. Còn em là con của ba Hoàng với má Thắm em. Em là Thảo Hoa Hậu. Thảo Hoa Hậu hả? Dạ. À con của anh Hoàng chị Thắm đầu sớm gì? Dạ đúng rồi. Chị biết. Dạ. Em có biết là trường hợp của nhà mình là có hai bé là hiện tại là không có đi học. Thì bên cơ quan của em cũng có một cái số quỹ từ thiện là hỗ trợ cho những em bé đi học á. Hay là chị có muốn đăng ký không? Để bên quỹ của tụi em có thể tài trợ cái chuyện đi học của hai em. À, muốn hỗ trợ cho hai bé nhà đi học hả? Dạ. Chị nói thiệt chứ, chị đi học để chị bàn lại với hai đứa nhỏ nha. Ủa sao vậy chị? Em thấy cái chuyện này tốt mà, người ta tài trợ hết luôn đó. Chị đâu có gì đâu phải đắn đo, mình không cần lo gì hết á. Em biết không, hai đứa nhỏ nhà này lạ lắm. Nó không có chịu đi học, khuyên nhủ cỡ nào cũng không chịu đi học, đòi nghỉ à. Có khi á, nóng lòng quá, la chửi, rồi dỗ ngọt nữa, vẫn không chịu đi học. Mà lúc còn đi học á, học kém dữ lắm. Bây giờ 10 tuổi rồi đó, đúng là học lớp 3, bây giờ mới lớp 2 à. Mà kêu học cỡ nào cũng không chịu học chứ. Chứ hai em biết rồi đó, nghe tài trợ đi học, chị mừng lắm chứ, con mình được đi học. Chứ khổ lắm, mới cho con đi làm buôn bán vậy. Nhưng mà con mình muốn đi học á, cỡ nào chị bóp bụng mượn nợ cho con mình đi học, chứ đâu cho nghỉ học đi bán gì đâu em. Mà hai đứa không nghe lời chị. Chị thì biết là dù là hai bé không có muốn đi học, nhưng mà tại vì do còn nhỏ cho nên là chưa có suy nghĩ được chín chắn, thì mình cũng phải khuyên nhủ thêm chứ. Tại vì học đâu phải chỉ là chỉ học chữ không đâu, mà còn là học đạo đức, rồi học biết luật pháp này nọ, để cho mình có kiến thức mình ra đời, mình không có bị người ta bắt nạt, rồi sau này mình bảo vệ gia đình của mình nữa. Chị biết hết luôn á. Chị khuyên hai đứa con chị hết lời mà nó không có nghe. Giờ chị biết tính sao giờ?
Chứ nhà nghèo chị biết, chị muốn thoát nghèo, cũng muốn cho con mình ăn học. Mượn tiền cho học chị cũng mượn nữa mà nó không chịu đi học. Con về rồi hả con? Vô đây con. Vô ngồi đi con. Vô đây ngồi nè. Hai đứa con. Một nhạc, vô đây ngồi. Cưng quá à, vậy tới rồi đó hả? Đây nè, chị có quà cho hai đứa nè. Này cho em nha. Ủa phải hỏi đổi đi, màu hồng cho em gái đi. Ờ, màu vàng cho cục vàng đó. Rồi, cục cưng nghe. Nghe chị cho quà, hai đứa nhận phải cảm ơn chứ. Dạ em cảm ơn hai chị. Ờ. Cảm ơn hai chị. Rồi được rồi, hai đứa vô trong đi ha. Để mẹ nói chuyện. Mang quà vào trong đi. Nè, nhớ tắm rửa nghe không? Trọng hai tay, không bao nặng. Vô đi con. Trời ơi, con của chị mà tánh tình giống ai không biết nữa, nhát gì đâu á. Dạ không có sao đâu chị, em thấy mấy bé nó còn nhỏ quá, từ từ mình dạy lại. Chuyện học hành á, để chị bàn lại với hai bé rồi có gì chị liên lạc với hai em nha. Dạ. Cảm ơn hai em nhiều ha. Dạ vậy thôi mình về đi Trân. Dạ. Dạ tụi em xin phép về nha chị. Cảm ơn hai em. Dạ. Dạ tụi em xin phép. Ơi, nó nghe nè Trân. Gì? Có cách nào khuyên cho tụi nhỏ đi học lại không mày? Chứ tao thấy tụi nó nhỏ mà thông minh quá, hiểu chuyện nữa, mà tự nhiên lớn nó không biết chữ, làm gì cũng bất tiện hết đó mày. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Giờ có cách nào không ta? Ừ, có một cách á, nhưng mà phải gọi một cuộc điện thoại trước đã. Gọi ai hay vậy? Từ từ rồi mày sẽ biết. Bay ra đường buôn bán nói với người ta cái gì để bữa nay người ta tới đây tìm tao vậy? Dạ con có nói gì hết mẹ. Hồi sáng con đi bán vé số, con thấy hai chị, cái hai chị hỏi sao không đi học mà bán vé số, thế con mới kể là con nghỉ học để đi làm phụ mẹ. Mày giỏi quá hen cái mày, mày thao lẻo lắm. Hai đứa tụi bay nè, mày nói người ta vậy hả? Tụi bay khỏe quá hen. Bán thì lo bán thôi, thiều lẻo. Tao bỏ đói hai đứa tụi chưa? Tao bỏ đói. Vừa hai cái miệng này nè. Con biết lỗi rồi, đừng bỏ đói bọn con mà. Tao cấm hai đứa tụi bay nghe chưa? Từ đây về sau ra đường, ai có hỏi gì đó không được nói. Tụi bay mà còn mấy phép nói gì nữa hả? Tao đánh tụi bay nhường xương luôn đó. Mày nhớ gì chưa? Nhớ gì chưa? Tiền đâu? Quay cả ngày cứ như đây vậy, là sao? Tại sao như đi tiền? Cái gì? Làm biến hả? Trời đất ơi, bán buôn gì? Bọn như đi số là sao? Tại sao bọn như đi số? Tại con năn nỉ người ta mà tao không mua cho con. Năn nỉ người ta không mua, rồi mày có năn nỉ không? Năn nỉ cái kiểu gì mà đi số còn như đây tiền như đây? Tụi bay chết với tao, không có được rồi. Tao nói thiệt, tụi bay á không quýnh tụi bay là không được mà. Cái đồ làm biến đó. Cái gì vậy? Bà làm gì vậy? Hai đứa nhỏ xíu bà đánh giết chết con người ta là sao? Em ơi, hiểu lầm rồi. Con chỉ còn nhỏ mà nói chuyện hỗn hào, chị đang dạy tụi nó rồi. Lỡ tay cầm cây chứ chứa gì hết hả? Lỡ tay hả? Vậy như cái này là cái gì? Con trai, con bị té hả? Sao nói mẹ biết con? Chị hạ màn đi. Màn gì? Con về rồi hả con? Vô đây con. Tôi bắt đầu nghi ngờ khi thấy trời nóng, nhưng hai chị em lại luôn mặc áo dài tay. Dù cho hai em nóng đến mức trán chảy mồ hôi cũng không dám kéo lên. Vậy nên, nhân lúc trao tặng quà, trời ơi, mới về hả con? Tay chân dơ hết rồi nè. Tôi đã lén kéo thử tay áo hai em lên xem và phát hiện trên tay toàn là vết bầm tím do chị đánh đập. Hai chị cho quà, hai đứa nhận phải cảm ơn chứ. Tôi phát hiện quần áo, trang sức và phụ kiện của cô đều là hàng đắt tiền. Điện thoại là iPhone 12 tới hàng chục triệu. Dạ, tụi em xin phép về nha chị. Cảm ơn hai em. Dạ, nhà tụi em xin phép.
Chưa hết, tiêu xài không hề giống với một người mẹ có gánh nặng mưu sinh trên vai. Tại mẹ không có tiền nên hai chị em phải đi bán một số của mẹ. Bên quỹ của tụi em có thể tài trợ cái chuyện đi học của hai em. Chị muốn thoát nghèo, cũng muốn cho con mình ăn học. Mượn tiền cho học chị cũng mượn nữa mà nó không chịu đi học. Thông qua điều tra, tôi đã biết được chị đã nghỉ việc làm gần một tháng nay. Tất cả thu nhập của gia đình đang đè nặng lên vai của hai đứa trẻ đáng tuổi. Phải ăn học, phải vui chơi này. Bà nhắm không nuôi được thì đừng có nhận người ta. Hai đứa nhỏ xíu rồi bà bắt người ta đi làm để nuôi bà. Bà không xứng đáng làm người nữa chứ đừng nói làm mẹ. Toàn bộ hành vi ngược đãi bóc lột trẻ em của chị đã được chúng tôi ghi hình lại. Mời chị về đồn. Khốn kiếp, mày có chuyện tao đó. Hồi nãy bị đánh có tao không? Tao sống đau mày hỏi kỳ mày. Không sao đâu, từ nay á có tụi chị rồi là không có sợ ai ăn hiếp tụi em nữa hết. Mà chị ơi, giờ mẹ đi rồi tụi em ở đâu? Trời ơi, nói gì, chị liên hệ với bên bảo vệ trẻ em rồi. Sau này á tụi em được chăm sóc nè, được học hành nè, được vui chơi nè. Nhiệm vụ của tụi em sau này chỉ cần học thôi, ăn uống và đầy đủ là được, không có phải đi bán vé số nữa, đừng có lo. Dạ em cảm ơn hai chị. Trẻ em là những người dễ bị tổn thương nhất và cũng là đối tượng dễ bị những kẻ săn người bóc lột nhắm đến nhiều nhất. Bởi vì trẻ em không thể tự bảo vệ được bản thân mình nên chúng ta, những người lớn trong xã hội cần phải lên tiếng kịp thời kịp lúc để bảo vệ các em. Nếu phát hiện đối tượng có hành vi ngược đãi bóc lột trẻ em, hãy báo ngay với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời thích đáng. Tôi là phóng viên Bảo Trân, người giúp các bạn quay về sự thật ra ánh sáng. Mời chị về đồn. Nữa. Thôi ngồi xuống đi, bỏ cặp đó rồi ngồi xuống ăn cơm. Ăn đi con. Bữa nay bà luộc rau với trứng chiên mà con thích nè. Thích đâu thích. Ngán muốn chết. Ngày nào cũng ăn cái này. Trời ơi trời. Sao vậy? Không ăn đâu. Ngày nào cũng trứng chiên rau luộc thì ngán muốn chết rồi. Để vậy còn nấu mặn lòi nữa, ai ăn được? Đâu có mặn gì đâu con. Nổi nêm vậy á là để cho nó đỡ hao thôi. Ráng ăn đi con. Nói gì? Ăn này bắt cơm lắm đó. Ráng ăn đi. Bà phải bà nội tôi không vậy? Hả? Bà nội tôi mà bà tính toán với tôi hả? Cái kiểu là bà sợ tôi ăn hao hả? Bà nấu vậy cho tôi đừng ăn hả? Bà ăn mình bà đi. Bội. Không. Mà chị Hoa không vô nhà ngủ đi mà chị Hoa đi vòng vòng trước cửa chi vậy? Tôi đợi thằng Phong nó về rồi đóng cổng luôn con. Trời ơi, thằng Phong nó lớn rồi. Nó đi chừng nào nó về nó tự mở cổng nó vô chứ sao phải đợi cổng nó. Mỗi khi nó cũng có đi về trễ, nhưng mà không có bữa nào mà nó trễ như bữa nay á. Tôi lo quá. Có khi nào nó giận rồi nó đi luôn không cô? Trời ơi, về không có đâu. Chắc là nó mê chơi rồi nó quên giờ giấc, nó chưa có về thôi à. Mà dì cũng đừng có chiều nó quá là riết nó hư á. Nó lớn rồi mà. Tôi biết chứ. Nhưng mà ba má nó mất rồi, tôi còn có mình nó à. Tôi không lo cho nó thì lo cho ai à? Nếu nó có gì chắc tôi sống cũng không nổi đâu cô. Dì Hoa đừng nói vậy à. Thôi được rồi, con biết chỗ mà nó hay tụ tập chơi với mấy đứa bạn của nó đó. Để con đi bắt nó về cho dì Hoa. Dì Hoa giờ vô trong nhà ngủ nghỉ trước đi. Đi, đi, đi. Đừng đứng ngoài này, nó nguy hiểm. Thôi vậy em phiền cô quá, cảm ơn cô nha. Có gì đâu, thì bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Thôi đi vô ngủ đi. Đi, đi vô ngủ. Thôi nghiêng.
Con gái con đứa thì đâu giờ mới về? Hồi nãy con đi tới đầu hẻm nhà mình á, cái con thấy dì Hoa đi vòng vòng ngoài đường chờ thằng Phong, cho nên là con chở dì Hoa đi kiếm thằng Phong chứ con đâu có đi chơi gì đâu. Nè, đi về trễ còn lương lẹo gì nữa hả? Thiệt, con nói thiệt, con phụ dì Hoa chứ con không có đi chơi. Rồi, vậy là tôi biết sau này cũng khổ như bà Hoa đó rồi. Mà người ta khác tôi là người ta khổ vì cháu, còn tôi là khổ vì con. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con ngoan muốn chết. Con đi làm về rồi con chỉ ở nhà, rồi con nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, phụ mẹ, con muốn làm gì đâu mà không ngoan. Trời ơi, to tát quá. Nè, cái nghề lông bông như cô á thì á, coi chừng là thành cô cái già luôn đó. Mau lấy chồng giùm tôi đi, chứ còn cô ủ mắm á, cô hủ trong nhà bây giờ nó thúi lắm rồi. Mẹ này, trời ơi, thì người ta muốn có chồng, muốn có bạn trai thì phải có thời gian đi ra ngoài, đi chơi, đi hẹn hò. Còn mẹ con đi về trễ tí xíu thôi là mẹ đã cầm cây như mẹ đợi con như vậy rồi. Thì chừng nào con mới có bạn trai? Ý nói là vì tôi mà cô bị ế phải không? Thôi thôi được rồi, vậy thì tôi mặc kệ cô. Bây giờ là tôi không cần biết cô làm cái gì nữa. Cô đi đâu thì đi, cô làm gì cô làm, cô về đâu về, mấy giờ tôi không quan tâm nữa. Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ cô. Muốn làm gì làm, thôi tôi đi đi. Ai thôi bà mẹ. Thôi mà, không phải. Ý là không phải tại mẹ. Thôi mà. Thôi thì đi vô ngủ đi, còn đứng đây làm gì nữa. Đi. Vậy tối nay con ngủ chung chung giường với mẹ. Má tức thiệt. Kèo mình là kèo trên mà thua tượng bình lũ. Ê, không ba, không mấy tao thấy trận sau này cũng ngon á. Mình cược với tụi nó một cái nữa đi. Ôi, không dễ đâu. Thằng Bình Lũ nó mới lấy con siêu phong ra, được nâng cấp lên, tụi mình chơi không lại đâu. Nhưng mà thằng Phong nó còn con Triệu Dân. Nếu như mà thằng Phong nó chịu tút con đó lại á, thì chưa chắc con nào hơn nào đâu. Ê, hay mày tút lại con Triệu Dân nó đi. Mày điên quá, tiền đâu mà tút. Giờ mấy đứa học sinh đi học hết trơn, có ai thuê tao cài game đâu mà có tiền. Một lần mà tút lại là mấy chục triệu chứ hả mày? Mày không có tiền, nhưng bà mày có. Mày có điên không? Ăn bà còn hạ tiện với tao nữa, lấy đâu mà tiền cho tao? Khùng quá trời. Mày ngu ghê vậy? Mày không biết gì hả? Bà mày còn căn nhà nữa chi? Ê, đúng rồi, mày vừa có tiền nâng cấp game mà vừa có tiền trả nợ cho phòng net nữa. Hai bên chơi game với bị khùng à? Bà già rồi, cái nhà bà ở chứ bà khùng quá, bà bán cho tụi bay. Quá. Mày yên tâm đi, tao sẽ có cách bà mày không cần phải bán nhà nhưng mày vẫn có tiền. Cách gì? Nội ơi, nội! Nội ơi! Nội ơi! Cái gì nội mà ơi. Chạy tâm hơi tâm hết vậy? Con đậu đại học rồi nội! Con đậu vô trường y rồi! Thiệt không? Thiệt! Nè nội! Nè, vậy nè! Thông báo đậu rồi nè! Nội đậu đi! Chà mày! Nội đâu biết chữ đâu! Con quên nữa! Nhưng mà đậu rồi vui quá nội! Ừ, nội cũng mừng nữa! Sao vậy? Nhưng mà đậu vô trường y thì đậu, nhưng mà chắc con không học đâu nội. Sao vậy? Đậu là phải học chứ, sao mà không học được? Thì con định thi vô trường y để sau này con học ra con làm bác sĩ, rồi con chữa cái bệnh đau khớp của nội nè. Nhưng mà học trường y mắc lắm. Bây giờ đóng tiền học vô là 50 triệu mà nhà mình vậy tiền đâu đóng. Thôi chắc con nghỉ quá nội. Nội không ngờ con có hiếu như vậy á. Mắc thì mắc, mà đậu rồi thì nội sẽ cố gắng lo cho con. Nhưng mà tiền đâu nội lo. Nội sẽ đi cầm cái giấy nhà đó để vay tiền để cho con đi học. Thiệt hả nội? Trời ơi, con thương nội quá à. Thương nội quá à, nội. Nội ơi, con nói thiệt với nội nha. Con sẽ cố gắng con học, học thật giỏi luôn. Con là bác sĩ giỏi luôn để con chữa bệnh cho nội. Con báo hiếu cho nội nha nội. Nội lo cho con học nha. Giờ con ra ngoài có chuyện,
Nội ở nhà nha. Con đi về sớm nha con. Dạ 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 dạ. Gọt bí á là con phải gọt thuận chiều. Nó vừa thuận tay nè, mà nó vừa không có phạm vô thịt nữa, thấy chưa? Nè, đó, gọt thấy dễ dàng không? Nhẹ nhàng không? Ừ. Trời ơi, mẹ chỉ con một hồi, lát một mình mẹ gọt hết nguyên trái luôn á. Ờ, à, tôi có đứa con vô dụng quá mà. Hết nguyên trái rồi kìa. Ừ. Còn cả. Hai má con làm gì mà vui quá vậy? Cô Hoa qua chơi hả? Con đang dạy cho nó gọt bí. Vậy ha? Dạ. Cô Tám, cô cầm tôi cái này đi. Ủa, cái này sổ đỏ của nhà cô mà cô đưa con chi vậy? Dạ, cũng chẳng vậy nè cô. Cái thằng cháu nhà tôi á, nó được đậu đại học rồi cô, mà đại học y nữa đó. Thành ra tôi đâu có tiền để mà đóng cho nó học. Thấy cô mới bán đất đó, tôi mạnh dạn rồi đem qua nhờ cô giúp giùm. Cô cầm giùm tôi đi để cho tôi vay ít tiền để mà đóng tiền học cho thằng cháu. Dạ. Mà thằng Phong nó đậu y hả cô? Dạ. Trời ơi, tôi cũng không ngờ luôn đó cô. Mấy nay nó đi sớm về trễ á, là nó đi học thêm á, chứ không phải nó đi chơi đâu cô. Trời ơi, nghe nói nó đòi đi học con mừng cho cô đó. Chứ thằng đó thấy nó quậy phá mà ăn chơi quá trời luôn, bây giờ đậu hẳn y luôn con. Tôi cũng không ngờ luôn cô. Bấy lâu nay nó đi sớm về trễ á, tưởng nó đi chơi nhưng mà không phải, nó đi học thêm á. Dạ. Yeah. Mà vậy bây giờ cô cần là bao nhiêu tiền? Tôi nghe nó nói hình như đầu vô là phải đóng 50 triệu á cô. Tại vì đại học y mà. Dạ. Yeah. Vậy thì để con nói Trân ra ngân hàng rút tiền. Chứ còn nhà con thì không có để sẵn tiền ở nhà đâu. Trân ra ngoài ngân hàng rút tiền đưa cho bà nha con. À dạ. Nhưng mà tại vì hôm nay là cuối tuần á, cho nên ngân hàng cũng không có làm việc. Để thứ hai đi, rồi con rút tiền rồi con mang qua nhà cho bà luôn nha. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô Tám nha, cảm ơn con nữa. Không có gì đâu cô, bây giờ cô cứ về nhà, cô an tâm, thứ hai chắc chắn cô có tiền. Dạ. Dạ. Dạ, thưa em, dạ, dạ. Chào cô Tám. Con chào bà Hoa. À, cô ơi khoan đã, con có miếng thịt heo rừng. Con gửi cô về cô làm đồ ăn cho thằng Phong nó ăn cho nó học giỏi. Dạ không dám đâu cô giúp giùm số tiền đó là tôi mừng lắm rồi á cô. Trời ơi, không có gì đâu bà. À, bà cứ lên nhận đi. Thôi để con mang qua bên nhà cho bà luôn nha. Dạ, hai bà cháu dạ. Mình đi. Dạ thưa cảm ơn cô. Con ngồi đây nha bà. Nè bà thịt của bà. Cảm ơn con nha, phiền con quá. Dạ có gì đâu. À bà nói là Phong được đậu vào trường đại học y đúng không? Đúng rồi. Vậy có giấy báo đại học không cho con coi với? Có, nó để đâu trong phòng á, để bà dắt con vô lấy nha. Dạ. Đây, phòng học của nó đây nè con. Dạ. Con coi có phải không con? Dạ. Con coi giùm coi nó bao nhiêu điểm luôn bữa đó à. Bà cũng quên hỏi nữa. Bà ơi, Phong được điểm cao lắm á bà. Ừ, vậy hả? Con nhiêu điểm vậy? Tới 32,5 điểm là cao đó. Ờ, vậy hả? Dạ. Bà có biết chữ đâu mà coi. Phòng có nội. Ừ, nội dắt cô Trân vô để tìm cái giấy báo con thi đậu á. Trời ơi nội, tự nhiên nội dựng chị Trân vô tìm làm cái gì? Tự nhiên phòng con lục lọi làm cái gì? Thì nội mượn tiền của người ta thì nội phải nói cái lý do làm sao. Lấy cái giấy báo cho cô coi. Con thi đậu mà con ngại cái gì? Nhưng mà mai mốt nội đừng có dẫn ai vô phòng con vậy nữa nha. Nội biết rồi, nội biết rồi. Sao giờ chị Trân chưa tới nữa nội? Người ta có cho mình mượn không? Cô Tám không phải là người nói hai lời đâu con. Chắc chút xíu là qua tới liền á. Ê chị Trân. Chị Trân tới rồi nội. Con rút được tiền không con? Dạ con có rút được tiền.
Nhưng mà chắc là không thể cho mọi người mượn cái số tiền đó được rồi. Sao vậy? Đó, nội thấy chưa? Nội nói người ta là đàng hoàng tốt bụng. Bây giờ người ta hai lời kìa, người ta nói tới nói lui kìa. Tin người chứ lắm vô. Thì do nội của em tin người, cho nên là mới tin lời của em luôn, rồi bị em lừa. Nè, tôi nói chị nghe nha. Chị lớn chị nói chuyện cho đàng hoàng á. Tôi làm gì mà chị nói tôi lừa? Em nghĩ là những chuyện của em làm có thể qua mặt được chị hả? Khi bà dắt tôi vào phòng đưa giấy báo cho tôi xem thì đúng là giấy báo của trường đại học y, đúng tên, đúng tuổi của cậu. Nhưng có một điều đặc biệt cậu không biết là chữ ký và tên của hiệu trưởng đại học này là hiệu trưởng cũ. Trường đại học y năm nay vừa mới đổi hiệu trưởng mới, chứng tỏ đây là giấy báo của năm cũ và cậu photoshop nó lại theo đúng thông tin của cậu. Tiếp theo, khi tôi dọn sách vở của cậu giúp cụ Hoa, tôi đã phát hiện điểm số 3 môn toán hóa sinh của cậu trong học bạ rất thấp như vậy thì làm sao cậu đủ điều kiện thi đại học. Và tôi cũng dần biết được lý do thật sự cậu cần tiền là nhờ mấy thẻ game trong học bàn của cậu. Để chắc chắn, tôi đã lấy số báo danh của cậu lên mạng tra tìm. Và đúng như vậy, điểm số của cậu ngay cả đầu vào cao đẳng còn không thể, huống chi là đại học y. Sao có 10 điểm thôi vậy? Con lừa nội hả con? Nội, nó có sao không nội? Nội, em thấy chưa Phong, nội của em dù biết là em học hành không có ra gì hết nhưng mà vẫn luôn rất là cố gắng để có thể kiếm được tiền cho em đi học. Vì nội của em muốn em có được cuộc sống đầy đủ, sung sướng sau này. Vậy mà em lại lỡ làm những cái chuyện mà lừa dối nội em như vậy. Sao em không nghĩ đến một ngày nếu như mà nội em không còn ở trên đời này nữa thì lúc đó ai sẽ ở bên cạnh em? Bạn bè có thể bên cạnh mình một thời gian ngắn nhưng không ai hy sinh vì mình cả đời được. Nội, con xin lỗi nội, con biết lỗi rồi. Con hứa con không vậy nữa, con sẽ cố gắng học, cố gắng lo cho nội. Nội đừng có buồn con nha nội. Nội sẽ sống để nhìn thấy cháu bà thành công chứ. Tôi là phóng viên Bảo Trân, người giúp các bạn phơi bày sự thật ra ánh sáng. Gia đình nào khi nghe tin tốt về thành tích học tập của con cháu thì đều luôn hết sức vui mừng, sẵn sàng chi tiêu tiền bạc, và đó chính là điểm yếu để nhiều bạn trẻ tinh ranh lợi dụng. Vì vậy, mọi người phải nên thật tỉnh táo, sử dụng những phương tiện truyền thông để kiểm tra, tránh rơi vào trường hợp như bà Hoa. Và các bạn trẻ cũng nên ghi nhớ, bên cạnh cha mẹ, ông bà cũng là người luôn luôn yêu thương con cháu, chăm sóc bảo ban chúng ta. Tình cảm của ông bà dành cho cháu là một thứ tình cảm thiêng liêng. Vì vậy, đừng nên vì một phút sai lầm mà đánh mất đi người yêu thương. Yêu thì yêu, không yêu thì yêu. Rửa chén mà cứ hát hò là bể hết chén đĩa của mẹ bây giờ. Trời ơi, thì chuyện con hát hò là chuyện rửa chén đâu liên quan gì đâu mẹ. Con á, làm rửa chén là bằng tay chứ có phải là bằng cái miệng đâu mà sợ bể. Đó, thấy chưa? Mẹ nói là không bao giờ sai hết trơn mà. Chua cúc bể mà. Bà Tám nói linh ghê á. Bà nói tôi chiều nay trúng số đi cho tôi trúng. Ủa? Chứ không phải vậy, hai trúng số rồi hả? Trúng số đâu mà trúng số bay. Cái gì trên tay quá trời kìa. Cái này á là đi làm tích cóp lại rồi để dành sắm, chứ trúng số đâu mà trúng số. Mà dạo này em thấy chị cũng hồng hào lắm đó nha. Chắc là hết mất ngủ rồi phải không? Tôi có một cái món thần dược này hay lắm. Đây nè, cái này là tỏi đen thần dược á nha. Tôi thử rồi hay lắm. Ôi, thần dược thiệt không vậy hai? Hay là thần tài thổ địa, ăn vô là gặp ông bà tổ tiên luôn? Con chưa có mạnh tình dắt dai hả con? Ủa, sao tự nhiên dì hai hỏi nói chuyện chồng con bồ bịch chi vậy? Cái con này, dì hai nói là đúng hết trơn á. Mồm miệng con cứ lanh chanh vậy, ai chịu đựng nổi con? Mà thôi, con này nó hay nghi ngờ lắm. Chị cứ cho em thử một hộp nha. Em mới dùng thử đi. Hay lắm. Dì hai. Gì vậy con? Dì hai, cho con thêm 50 hũ tỏi đi dì hai. Mày làm gì mà mua nhiều dữ vậy?
À thì tại vì mẹ của con xài tỏi đen của dì Hai thấy tốt quá nè, cho nên là kêu con là mua thêm nhiều để tặng cho cô dì chú bác dùng thử. Vậy ha. Mà bây giờ dì không có đủ, để mai được không con? Dạ, mai cũng được dì. Trời ơi, dì Hai bán tỏi đen này ha, chắc là cũng lời lãi ok lắm ha dì Hai ha. Chị chứ không có nhiều con ơi, chút đỉnh à, Quế Hồng mà. Dạ, chút đỉnh nhưng mà có vàng để trên tay là được rồi. Vậy à, ngày mai con lấy nha. Được rồi. Dạ. Mày nhanh tay lên chân lên coi. Gì mà lê mê. Đóng cửa cười cái gì? Trời ơi, cái thằng này mày có làm ăn được không? Đồ hậu đậu. Xin lỗi chị, tại em đang ginh thì chị bỏ lên bất ngờ quá em. Như ơi, có khách nè con. Trời ơi, dì Hai. Chào chị. Chào em. Cô bé này ra cần 50 hũ để biếu bạn bè bà con. Con có không? 50 hũ cái gì? Tiếc quá, con còn 20 hũ à. Chắc 2 tuần nữa mới có. 2 tuần lận hả? Em định là cuối tuần này là đi biếu tặng cho mọi người rồi. Vậy chắc là không kịp. Vậy thôi chắc là con hoàn lại quá à. Để con mua cái khác tặng cho mọi người. Đâu đâu đâu, em nghe lầm rồi. Chị nói 2 ngày, 2 ngày nữa có. À, 2 ngày hả chị? Đúng rồi, 2 ngày em. Vậy 2 ngày nữa lấy hả chị ha? 2 ngày nữa có đủ cho em nha. Ngày mai dì có 1 triệu phải về quê rồi đó con. Trời ơi, sao giờ dì mới nói con? Sao con sắp xếp người kịp? À, có em nè chị. Em rảnh nè. Nó lanh lẹ giỏi giang lắm con. Bán hàng là số 1 á. Để cho nó thế gì đi, rồi rồi dì xong công việc cái gì lên dì phụ con liền. Em hả? Được không? Được chị, em có kinh nghiệm mà. Em mà bán hàng số 2 là không ai dịnh số 1 hết. Nhìn em là biết bán hàng uy tín. Thôi chị đi công việc xíu nha. Đi. Dạ. Nhanh lên cái thằng kia. Dạ. Ủa anh. Trời ơi. À, uống nước không? Em mới mua cho anh nè. Sao hôm nay ở đây trời nóng quá ta? Nóng thiệt. Nóng quá em ơi. Trời nóng quá. Em muốn trái cây mới được. Trời nóng vậy mà ăn trái cây là nó mát lắm em. Không, em đút cho anh ăn luôn nha. Uống nước. Em mua cho anh nè, anh uống đi. Trời, uống đi có gì đâu ngại. Mình người quen hết mà. Mát quá. Nóng vậy mà mát thiệt. Ủa anh ơi, cái chỗ sản xuất tỏi của mình á ở đâu vậy anh biết không? Gần lắm. Gần lắm hả? Ở đâu ta? Gần đây. Gần đây là ở đâu? Gần đây là ở đâu? Nhẫn tàn. Anh giỡn thôi, nằm trong đây nè. Nằm trong đó? Ủa? Sao nhỏ xíu vậy ta? Em tưởng là phải to lắm. Nhưng mà chị Như giỏi thiệt ha. Quản lý được nhiều thứ, cái gì cũng làm được hết. Mấy đang trái cây mát, em đừng có nhắc con mẹ đó giùm anh được không? Mẹ Như đó nhắc vô cái nó tuột hết luôn á. Sao vậy? Trời ơi, anh nói thiệt nghe. Bà không có làm gì, không biết cái gì hết. Có mình anh làm mà. Từ cái đóng gói nè, vô hàng nè, khinh giác, cái gì có chìa khóa kho anh cũng giữ luôn mà. Vậy hả?
Trời, vậy là anh giỏi quá trời. Chị Như ơi, lẹ chị Như ơi, trễ rồi. Tao biết rồi. Đi. Ủa, dì hai, cái gì ở đây? Dì nói gì đi công việc cả tháng luôn mà. Dì sớm hơn dự định. Dì hai con nói nè, con bé dì giới thiệu làm cho con á, nó làm 2 ngày rồi mà không bán được cái hũ nào hết trơn á. Tới giờ lấy hàng rồi, con gọi nó sớm giờ nó không bắt máy. Không biết nó là chủ hay là con là chủ nữa. Tất nhiên là không gọi được rồi, bởi vì tôi còn bận để thu thập chứng cứ để tố cáo công ty chị mà. Cô nói chuyện cho đàng hoàng nha, tôi làm ăn chân chính nha. Chân chính đến mức có thể phá sản đó nha. Hành động làm tỏi đen kém chất lượng của chị đã bị tôi phát hiện và ghi hình lại rồi. Sau khi dì hai đưa hộp tỏi đen cho mẹ tôi đã mở ra xem và phát hiện đây chính là tỏi đen giả, hàng kém chất lượng nhưng lại được bán với giá rất đắt, tương đương với hàng sản phẩm đạt được chất lượng tốt. Khoan đã mẹ, hình như tỏi này là tỏi chưa đạt đủ chất lượng rồi. Mẹ nhìn nè, vỏ thì đen, bên trong thì ướt, màu không đồng đều, lại là màu nâu nữa chứ. Chắc chắn là chưa đủ thời gian lên men, quá trình chuyển hóa của tỏi chưa có đủ. Chua quá, chua, nhão và bở nữa. Chắc chắn là tỏi này không đạt đủ chất lượng rồi. Mẹ mua cái tỏi này bao nhiêu tiền vậy? Trời đất ơi, thì đúng là tiền nào của nấy, 100 ngàn thì tỏi như vậy là đúng rồi mẹ ơi. 1 triệu. Trời ơi, 1 triệu. Thấy chưa, con đã nói với mẹ rồi, đừng có mua bậy bạ mà không nghe. Tôi đã qua bên dì hai hỏi chuyện và biết được dì hai cũng vì kế mưu sinh và hoàn toàn không biết tỏi này là tỏi giả kém chất lượng, nên đã vô tình tiếp tay cho hành động vi phạm của các người. Nhưng mà... hay là dì muốn ăn bánh uống trà ở trên phường? Nói xui xẻo không mà làm gì mà ta phải đi ăn cơm của phường. Làm gì thì dì phải tự biết chứ. Dì có biết là bà Bảy mà dì bán tỏi đen cho đã phải nhập viện vì ngộ độc không? Theo kết quả xét nghiệm của bác sĩ thì nguyên nhân chính khiến cho bà Bảy bị ngộ độc chính là tỏi đen. Dì có biết việc làm giả tỏi đen có thể gây tác hại như thế nào đến sức khỏe của người dùng không? Buồn nôn nè, ợ nóng, làm tăng nguy cơ chảy máu, dẫn ảnh hưởng xấu tới gan, rồi làm giảm tầm nhìn của mắt nữa. Dì lấy hàng của người ta nên dì không có biết nó là tỏi kém chất lượng mà có hại như vậy, dì không có biết. Nhưng mà dì cũng đã nói dối và đồng lõa với những người bán hàng đó. Hộp thuốc này trong nhà của dì là thuốc Tenofor, thuốc chuyên đặc trị dành cho người bị bệnh viêm gan. Nhưng mà loại thuốc đặc trị dành cho người viêm gan thì lại không thể kết hợp sử dụng tỏi đen được. Điều này chứng tỏ là dì hoàn toàn không sử dụng tỏi đen như dì nói. Tôi đồng lõa thì cũng có thể phải bốc lịch vài năm đó dì ơi. Dì xin lỗi. Vậy bây giờ dì phải làm gì để được nhẹ tội hả con? Tôi cùng dì hai lập kế hoạch để tôi được vào chỗ của các người làm việc nhằm thu thập được đầy đủ vật chứng. Quả nhiên, tôi đã biết được nơi cô chế biến tỏi đen và anh Khang là người đang giữ chìa khóa phòng đó. Tôi đã bỏ một ít thuốc sổ vào ly nước của anh Khang nhằm đánh lạc hướng anh và tôi có thể dễ dàng lấy chiếc chìa khóa. Mát quá, thơm ngon tới gần. Tôi đã lẻn vào và lắp camera để ghi lại toàn bộ quá trình chế biến tỏi đen không đảm bảo chất lượng của chị. Thời hạn lên men của tỏi đạt chuẩn từ khoảng 60 đến 90 ngày. Nhưng khi tôi cần số lượng nhiều thì chỉ trong vòng 2 ngày chị đã có thể giao cho tôi tỏi đen với mức giá trên trời. Để đạt được điều đó, chị đã sử dụng các hóa chất và phẩm màu nhằm đẩy nhanh thời gian lên men của tỏi, sau đó bán ra với mức giá trên trời. Chị còn gì để chối cãi không?
của ba là ba chịu đi. Đạo anh ăn phi đạo đức mà không trốn hả? Không có dễ đâu chị à. Dì cảm ơn con nha. Dì hứa là từ nay về sau dì không có dám bán những cái sản phẩm nào mà không rõ chất lượng và nguồn gốc đâu. Dạ, lần đầu thì có thể bỏ qua, nhưng mà lần sau nó còn nữa là không có được đâu nha dì. Dì hiểu. Hiểu anh. Từ từ, đâu anh? Tỏi đen là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng phải được sử dụng với đúng liều lượng và chất lượng. Nhiều gian thương nhằm vào sức khỏe của người dân, đặc biệt là người lớn tuổi để trục lợi. Vì vậy, mọi người phải nên cảnh giác và cẩn thận khi chọn lựa sản phẩm. Tỏi đen đạt chuẩn phải là tỏi đen có vỏ khô, màu cánh gián. Khi bóc lớp vỏ phải có màu đen đều từ trong ra ngoài. Ấn vào thì mềm, dẻo và khô. Khi ăn có vị dẻo và thơm, ngọt nhẹ như mùi trái cây sấy, mất hoàn toàn mùi hăng và cay nồng của tỏi tươi. Đại nạn tới rồi. Đại nạn. Khéo nó dập nha con. Đi vô mày. Đúng là đại nạn thiệt mà. Ủa anh ơi, anh làm gì mà anh đứng dòm vô nhà tôi vậy? Có chuyện gì không? Hai vị đây là gia chủ của nhà này phải không? Đúng rồi, tôi là chủ nhà đó. Đúng rồi, có gì không? Có gì không? Tai bay vạ gió. Trong vòng một tháng tới, gia đình của các người sẽ có một tang sự. Gia chủ nên cẩn thận. Trời ơi, mới sáng sớm nói gì tầm bậy tầm bạ vậy? Cậu có muốn là tôi đi kiện cậu không? Nè, tôi nói cho anh nghe nha. Anh ở đâu tới đây? Nhà người ta sáng sớm đang yên đang lạnh, cái anh nói chuyện chết chóc à. Anh cẩn thận cái miệng anh á, không có răng ăn cháo đó. Bần đạo là người tu hành, thấy điềm báo không lành thì bần đạo chỉ nhắc nhở thôi và cảnh báo, chứ không hề có ác ý gì đâu. Thôi, đừng có lấy danh nghĩa thầy bà ra đó mà hù dọa tụi tôi nha. Tôi không có tin đâu. Đừng có nói cái chuyện đó, mới sáng sớm mà nói. Cậu chính là con trai độc đinh của gia đình này phải không? Đúng rồi. Sao anh biết? Gia đình của các người trước kia có cây thù chút quán với bên ngoài. Nay người đó quay trở về hãm hại và muốn gia đình của các người vạn tử tuyệt tôn. Chính cậu hãy cẩn thận. Bần đạo chỉ nói như vậy thôi. Gia đình của các người có tin hay không thì chờ vào thời gian hãy xác định. Tai bay vạ gió. Trời ơi, mới sáng sớm mà nó nhăn nó củi gì đâu không á. Không sao đâu con. Đừng tin. Thời đại nào rồi mà con còn tin ba cái thầy bà nói tầm bậy tầm bạ đó. Đi vô con. Con lạnh quá mẹ. Thôi đừng cứ tin, không sao đâu con, không sao. Có gì vậy mẹ? Con coi kìa, ghê quá. Trời sao tự nhiên trong thùng gạo mình có rắn chết vậy mẹ? Nhà mình kính cổng cao tường, ai mà làm cái trò này được? Mà gần đây á, gà trong giường á cũng bị chết nữa con. Sợ quá. Vậy không lẽ nó cái điểm xấu. Gia đình của các người trước kia có cây thù chút quán với bên ngoài. Nay người đó quay trở về hãm hại và muốn gia đình của các người vạn tử tuyệt tôn. Chính cậu hãy cẩn thận. Bần đạo chỉ nói như vậy thôi. Gia đình của các người có tin hay không thì chờ vào thời gian hãy xác định. Lẽ nào là sự thật? Ủa Trân. Ông chào cô. Nay không đi săn tin hả, mà đi đâu vậy? Mới giờ đi săn tin về, bây giờ về nhà để chuẩn bị viết bài cho kịp nè. Ủa mẹ con có nhà không? Cô tính qua mời mẹ con đi họp phụ nữ tối nay nè. Dạ có. Mà hình như mấy bên đây cô không có được khỏe hay sao? Con thấy cô hơi xanh xao. Có sao không con? Trời ơi, nó sứng ngay con vậy đó. Trời đất ơi, đi đứng không có chịu nhìn đường gì hết. Bé tới xe đụng người ta còn không biết dừng lại xin lỗi nữa. Chạy xe cái kiểu gì á? Có sao không con? Dạ con không sao mẹ. Có bị quẹt trúng gì không? Dạ không. Ủa Trân, nãy mày chụp gì vậy? Thì chụp biển số xe của thằng đó lại chứ làm chi. Có gì á thì còn đem lên cơ quan công an để trình báo được chứ.
Ờ mà tao không sao đâu, thôi bỏ đi, chuyện không có đáng. Trời ơi, nói gì vậy? Thì lần này không có sao, nhưng mà ai biết lần sau có may mắn vậy không? Mấy cái thằng mà chạy xe ẩu tả, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức như vậy á, là phải chụp lại biển số xe, báo lên công an. Có gì bị bắt cho chừa cái thói đó. Ừ, chân nó nói đúng đó con. Đâu phải mình hên hoài đâu. Trời ơi, sao mấy hôm rày nó gặp chuyện gì đâu không á con? Mấy bữa nay gặp chuyện gì đâu không là chuyện gì cô? Ờ thì cũng chuyện bình thường thôi, không có gì nha. Thôi về mẹ ơi. Thôi không có chuyện gì đó, con cũng đừng có nên ra đường nha con. Cô với người ta về nha con. Dạ. Về nha mày. Ừ. Trời ơi, tô cháo hồi sáng cũng còn nguyên. Tài ơi, vậy ăn cháo nè con. Trời ơi, sáng giờ con không ăn gì rồi sao hết bệnh? Đau cổ ăn nổi mẹ ơi. Cháo này lỏng lắm, con ráng húp đi rồi để bà còn uống thuốc nữa chứ. Không uống thuốc men gì sao mà hết bệnh. Vậy húp miếng cháo đi con. Mày đúng con nè. Sao vậy? Không ăn đâu à. Ráng ăn đi con. Để có sức rồi mới còn uống thuốc nữa chứ, không uống thuốc làm sao hết bệnh. Con uống 3 4 ngày nay. Uống vô không hết gì mà cứ nặng thêm rồi con uống đâu. Không ăn nổi đâu mẹ ơi. Thôi. Thiệt tình á. Bệnh gì mà khám không có ra, tai bay dạ gió gì đâu á. Bần đạo là người tu hành, thấy điềm báo không lành thì bần đạo chỉ nhắc nhở thôi và cảnh báo, chứ không hề có ác ý gì đâu. Nếu mà ông thầy tu đắc đạo thì ông sẽ biết cách chữa trị cho cái bệnh này. Đúng rồi, thôi con ở đây đi, để mẹ đi tìm ông thầy chữa bệnh cho con nha. Con nghe nói Tài bệnh cho nên con qua đây thăm nè. Tình hình Tài mấy bữa nay sao hả cô? Đó con thấy nó, nó cứ nằm mê man như vậy đó, không ăn không uống gì hết á. Nhưng mà cô có dẫn Tài đi khám bệnh? Cô dắt nó đi mấy thầy đó, thầy nào hay cô cũng dắt đi hết á. Nhưng mà nó đâu có ra bệnh con. Nó cứ sốt ly bì vậy đó, rồi không ăn không uống, sức khỏe càng ngày càng đi xuống vậy đó. Trời ơi, con sốt ruột quá. Bệnh gì mà quái ác dữ vậy? Khám mà không ra bệnh hả? Khám không ra bệnh. Dạ nghe thầy. Dạ thầy dặn gì để chờ tôi ghi lại nha thầy. Con có đây con ghi cho. Dạ thầy đọc đi thầy. Đôi gà trống cặp đến cỡ bự, muối hột, gạo, xôi nếp trắng. Dạ mấy phần hả thầy? Dạ 6 phần. Hoa cốt, hoa liễu, giấy tiền vàng bạc. Dạ đủ rồi hả thầy? Dạ cảm ơn thầy. Ngày mai tôi sẽ thu xếp, tôi lo đủ hết những cái lễ vật này. Dạ cảm ơn thầy. Dạ. Nè cô. Ủa mà cô, sao mấy cái đồ này nghe giống như là đồ cúng vậy? Đúng rồi, đồ cúng đó con. Nhưng mà cúng cái gì vậy cô? Cúng để cầu cho thằng Tài nó hết bệnh nè con. Ông thầy này là ông nói nó bị người ta quở, thành ra là phải cúng giải nạn cho nó. Trời ơi, con biết không? Nếu mà cô biết nó vậy là cô đã nghe lời thầy sớm hơn rồi. Đâu có để mà ra cớ sự như vậy đâu. Khổ quá con ơi. Nhưng mà thầy này là người quen của nhà mình hả cô? Không có quen, nhưng mà 3 tuần trước á. Trong vòng 1 tháng tới, gia đình của các người sẽ có một tang sự, gia chủ nên cẩn thận.
Mà thầy này lấy chi phí bao nhiêu tiền cô? Con nghe nói là cái vụ cúng kiến này là tốn kém dữ lắm hả? Đúng rồi, tốn dữ lắm con. Nhưng mà hên, thầy này đó không có để bụng cái vụ rồi đó. Cô không biết á, cô mắng ổng đó. Mà ổng bỏ qua. Bây giờ á, ổng dạy á là phải làm cái lễ cúng như vậy đó, để giải nạn cho nó đó. Hên là cô cũng mới bán đất đó, mới có tiền để mà lo anh này cho nó đó cô. Tức là chi phí để cúng cho thầy bằng cả một miếng đất thôi cô? Đúng rồi, cũng bộn đó con. Nhưng mà coi như là cô đi thay người đi. Cô có một mình thằng Tài là con độc. Mà bây giờ cô không lo cho nó rồi, giờ biết để lại cho ai? Thôi thì dốc hết ra lo cho nó đi con. Thầy lấy chi phí cao như vậy chắc là cũng có tay nghề cao lắm. À hay là cô cho con số điện thoại của thầy đi. À có nè con. Đó, con ghi đi. Rồi, rồi cảm ơn con nha. Trời, có mình con tới thăm thôi chứ giờ bác không biết sao á. Thầy ơi, cứu con, nó bẻ cái giò của thầy ơi. Yên tâm đi, có thầy rồi. Gia đình mình đang làm gì vậy ạ? Ủa Trân đó hả con? Dạ. Vậy này là đây cô bé Trân ở hàng xóm mà là cũng là bạn của ông Tài đó thầy. Hôm nay nhà gia chủ có việc không tiện để tiếp khách, mời cô về cho. Đúng là nhà gia chủ hôm nay có việc, nhưng mà người nên rời khỏi đây không phải là tôi mà là thầy đó. Ủa con không có nên vô lễ với thầy như vậy nha con. Bà, Trân nó nói bà cứ để cho nó nói đi. Ông xã, trời ơi, tôi phải trả vãi bao nhiêu tiền nó mới mời được thầy về để cứu con mình đó ông ơi. Đau quá bà mẹ ơi, cứu con bà mẹ. Đào cứu hay là đồng bọn hợp tác bắt tay nhau để moi tiền của cha mẹ. Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ, coi chừng nghiệp quật đó. Anh mới là người coi chừng nghiệp quật đó. Thầy phát giả mạo, tôi đã biết được hết cách thức lừa đảo của hai người rồi. Hai người? Dạ đúng, tất cả đều là kế hoạch của Khoa và Tài. Ngay sau khi nghe câu chuyện về việc thầy cúng xuất hiện nói trước về điềm gỡ và tan sự thì tôi đã bắt đầu nghi ngờ về chuyện này. Nhưng một mình thầy cúng thì không thể nào tạo ra một vở kịch lớn như vậy được, chắc chắn phải có đồng phạm. Và với chỉ một phép thử đơn giản thì đã lộ ra kẻ này là ai. Tài, tao qua thăm mày nè. Nói nghe nè. Điện thoại để đâu tao quên mất rồi. Cho tao mượn điện thoại của mày, tao nhá máy thử đi. Điện thoại mày đâu? Tao tìm điện thoại tao phát. Điện thoại mày đâu? Cảm ơn nha. Điện thoại đâu ta? Hay là để trong giỏ sách mà quên? Đồ đạc nhiều quá cho nên lung tung hết trơn à. Sau khi phát hiện ra việc Tài không hề bệnh, vẫn ăn uống bình thường và trong điện thoại còn lưu số điện thoại của Khoa để liên lạc thì tôi tiếp tục tìm thêm chứng cứ khác. Không ở trong túi sách đâu ta? Hay là rớt ở dưới tay? À, tìm được điện thoại rồi nè. Rớt ở dưới này. Ê, tìm được điện thoại tao rồi, trả rồi nè. Không ngoài dự kiến, vụ việc gà chết là do chính Tài làm. Gói thuốc độc dùng để bỏ gà còn nhét sau vườn. Chưa hết, cách đây không lâu, trong khi đi cùng Tài, tôi đã chứng kiến vụ việc Tài sắp bị xe tông. Lúc ấy, tôi đã nhanh tay chụp lại được biển số xe. Alo, chuyện tôi nhờ ông sao rồi? Điều tra được chủ chiếc xe đó là ai chưa? Rồi, tên là Trần Văn Khoa, năm nay 28 tuổi. Thông tin cụ thể tôi đã gửi qua mail bà rồi đó. Cảm ơn ông nha. Sau khi nhờ đồng nghiệp là thám tử Tư tra thử thông tin qua biển số xe thì phát hiện ra chủ sở hữu của nó tên là Trần Văn Khoa.
không ai khác chính là người đã mạo danh thầy cúng đây. Tại sao mà là thằng Tài đang yên đang lành thì tại sao nó theo người ngoài để nó hại cha mẹ nó chứ? Vì thua tiền cá độ đá banh đó cô. Theo như cuộc hội thoại tin nhắn trong điện thoại của Tài mà con đọc được giữa hai người thì họ đang bị giang hồ đòi tiền, cho nên mới phải tìm cách lập ra kế hoạch này để moi tiền từ cô chú. Đó chính là lý do tại sao số tiền cúng lại đúng bon với số tiền mà cô chú vừa bán được miếng đất. Trời ơi, con ơi là con ơi. Anh còn gì chối cãi nữa không? Thầy pháp giả mạo. Chó đi, mày giúp anh đã bị bắt. Ông Tùng đã báo cáo vụ việc này với chính quyền. Mời anh theo chúng tôi về đồn để điều tra thêm. Ba mẹ, con là con mà sao kêu công an bắt con vậy ba mẹ? Con trong nhà dạy không được, tao giao cho chính quyền dạy. Ba. Còn bà nữa, mẹ, bà đừng có nói mẹ. Là từ nay về sau bà bao che cho nó nữa nghe chưa? Trời ơi con tôi. Ê, cứu con bà, ba mẹ. Cứu con, ba mẹ được. Cảm ơn con, cũng may là có con đó. Chứ không thôi cô chú á, tiền mất tật mang rồi. Dạ, không có gì đâu cô chú. Tôi là phóng viên Bảo Trân, người giúp các bạn phơi bày sự thật ra ánh sáng. Lợi dụng lòng tin của nhiều người mà hiện nay những kẻ lừa đảo còn buôn thần bán thánh, giở trò ma quỷ, gây sợ hãi, bất an lâu ngày cho gia chủ, khiến họ phải tìm đến chúng với danh nghĩa thầy pháp, hòng trục lợi cá nhân. Thủ đoạn tinh vi hơn là có thể mua chuộc chính người trong nhà để tăng sự hoang mang cho gia chủ. Bà con hãy nên cẩn thận, cảnh giác với những trò ma quỷ để tránh tiền mất tật mang vào người.